Kính thưa cộng đoàn, thứ tự dân hoa của chúng ta được diễn tiến như sau. Thứ nhất, dân hương, kính mời các ông gia trưởng. Thứ hai, các em thiếu nhi múa vòng hoa. Thứ ba, các em giới trẻ múa nón lá. Thứ tư, các bà hiền mẫu dâng hoa. Thứ năm, các em thiếu nhi dâng hoa. Và thứ sáu, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng hoa. Đóa hoa nở cuối tháng năm, như còn lưu luyến giữa vườn muôn hoa. Mân côi từng đóa diệu kỳ, màu đời tứ sắc, vân vi kiếp người. Cầu xin tin mến thắm tươi, quanh năm suốt tháng tươi cười yêu thương. Noi gương mẹ sống xin vâng, chọn niềm tín thác, lòng không đổi đời. Lạy mẹ Maria, mẹ đẹp tươi hơn muôn hoa trên trời, mẹ chiếu sáng giữa muôn ngàn sao lung linh. Tháng hoa khép lại, nhưng mẹ vẫn luôn thơm ngát hương nhân đức, tỏa bay trên khắp cõi trần thế. Nguyện xin cho mỗi chúng con luôn biết noi gương mẹ, được luôn tỏa lan hương thơm nhân đức giữa cuộc đời. Như hương trầm tỏa bay lên, dân tình con thơm hương thắm đượm ngàn thương mến. Nguyện tháng ngày mẹ đỡ nâng, muôn hồng ân thương ban như mưa tuôn tràn lan.
chỉ là một loài hoa không sắc, không hương thơm đẹp ánh mắt muôn người. Con chỉ là loài hoa không đẹp tươi, nhưng tràn đầy những nụ cười thân thiện. Con xin là một bông hoa tận hiến, dâng lên Ngài này muộn phiền thế nhân, dâng lên Ngài ngàn khúc hát tri ân, cảm tạ Ngài đã luôn gần con đó. Con chỉ là một bông hoa bé nhỏ, là trẻ thơ, là ngọn gió hiền hòa. Xin dâng Ngài khúc hát một loài hoa, không tên tuổi nhưng chan hòa tình mến. Thank you.
Ôi lạy đức nữ vương, trái tim mẹ đầy ắp tình thương. Mẹ là chốn tựa nương, mẹ luôn bên con trên muôn nẻo đường. Này cuộc đời của con đây, trong tay mẹ thương tỏ bày. Và xin mẹ dạy con luôn yêu thương Chúa và tha nhân. Thank you.
Những đóa hoa ngũ sắc tượng trưng cho vẻ đẹp tuyệt mỹ và hương thơm nhân đức của mẹ. Đó cũng là những đóa hoa lòng của mỗi người con trong giáo xứ kính dâng lên mẹ. Xin mẹ thương nhận lấy và chúc lành cho chúng con. Thank you.